Thưa quý vị, mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 4 kết hợp với thủy điện Bản Vẽ tiến hành xả lũ đã gây ra thiệt hại nặng nề cả về hạ tầng, tài sản và hoa màu của nhân dân nhiều huyện vùng hạ du của tỉnh Nghệ An. Sau 3 ngày ngập lũ thì hiện công tác ứng cứu và khắc phục hậu quả đang được chính quyền và người dân gấp rút triển khai. Lũ lụt đã gây ngập nặng hầu hết ở các huyện như Đô Lương, Nam Đàn, Thanh Chương. Riêng tại huyện Thanh Chương có 11 xã bị ngập nặng và cô lập hoàn toàn, 365 nhà phải di dời, trong đó nặng nhất là xã Thanh Xuân với 21 xóm cô lập hoàn toàn, 60 hộ dân phải di dời, trên 70% diện tích hoa màu bị ngập. Do nước lũ lên nhanh và bất ngờ, hiện huyện Thanh Chương đang chỉ đạo các địa phương và lực lượng túc trực 24/24 để giúp dân và ứng cứu kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.